Chương trình này được bảo trợ bởi tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Loan Factory 714-444-9999, khách bạn so sánh. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng với đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, hiện tại thì cái tình trạng mà COVID-19 nó đang lan tràn khắp nơi trên toàn cầu, và giống như nước Mỹ của chúng ta thì dư thừa vaccine và cũng đang thúc đẩy người dân để chích ngừa hoàn toàn cho nó hết đi. Nhưng mà hiện nay thì vẫn chưa có một số ít những người ta chưa chịu chích ngừa. Và ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về một cái đất nước mà cũng là đất nước cũng đang phát triển thưa quý vị, nhưng mà cũng về rất là nhiều cái chiến tranh cũng như đói kém, đó là Bangladesh thưa quý vị. Và chúng ta biết là những cái nước khác, cái nghề mà buôn bán, cái bề mà mua dâm với lại bán dâm này nọ đó là một hình thức phạm pháp. Nhưng riêng đất nước Bangladesh này là một không phạm pháp, nó công nhận là một cái nghề thưa quý vị. Và vừa qua thì ở Bangladesh người ta đã mở rộng cái cuộc tiêm chủng vaccine cho hàng trăm người bán dâm ở Bangladesh thưa quý vị. Thưa quý vị, hàng trăm người hành nghề mại dâm tại cái nhà thổ lớn nhất ở Bangladesh đã được tiêm vaccine COVID-19 trong cái đợt tiêm chủng kéo dài chỉ trong một ngày thôi. Và Bangladesh là một trong số ít quốc gia Hồi giáo coi cái vấn đề mại dâm là hợp pháp, và có ít nhất là 11 nhà thổ đang hoạt động tại đất nước này và có 169 triệu dân. Thị trấn Dauladia ở miền Tây của đất nước có một nhà thổ đang hoạt động hơn một thế kỷ, nhưng cái sinh kế của nhiều người hành nghề mại dâm đã bị ảnh hưởng nặng nề trong các đợt phong tỏa và cái nỗi lo lây nhiễm COVID-19 vừa qua. Và giới chức từ lâu đã cố gắng tiêm vaccine cho những người hành nghề mại dâm ở những cái đất nước này thưa quý vị, nhưng đã gặp nhiều khó khăn do thiếu cái nguồn cung cấp vaccine. Và giới chức y tế bắt đầu tiêm mũi thứ nhất và thứ hai của vaccine AstraZeneca sản xuất tại Ấn Độ cho gần 200 người bán dâm ở Dauladia từ tháng 2 vừa qua, nhưng họ không thể mở rộng chương trình sau khi New Delhi đã ngừng xuất khẩu vì do cái đất nước Ấn Độ này đã bị nhiễm Covid rất là nặng nề trong thời gian vừa qua, thành ra những cái chương trình mà sản xuất vaccine đã bị ngừng trệ lại và Bangladesh phải chờ đợi. Và vừa qua thì giới chức ở Bangladesh cho hay là chương trình này lại tái khởi động lại vào hôm ngày 18 tháng 8 vừa qua thưa quý vị. Và sau khi quốc gia này nhận được hàng triệu liều vaccine từ Trung Quốc và Mỹ theo cái sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới, đó là chương trình COVAX. Và giới chức thẩm quyền của Bangladesh cho hay rằng là rất là hài lòng khi chứng kiến một cái lượng lớn những người đi tiêm trong thị trấn, và khoảng 400 mũi của Sinopharm của Trung Quốc đã được tiêm hôm ngày 18 tháng 8 vừa qua. Và hiện họ chỉ tiêm cho vaccine cho người trên 25 tuổi, nhưng nhiều người trong nhà thổ là trẻ vị thành niên. Và Rusaka, 26 tuổi, là cái người được tiêm cái mũi đầu tiên, và cô cho hay rằng là cái công việc của cô đã bị ảnh hưởng nặng nề do cái lệnh phong tỏa và khách hàng người ta e ngại bị nhiễm COVID-19 và người ta không đến người ta mua dâm. Đó. Và nhiều ngày qua thì cô nói rằng là những cái người mà làm công việc mại dâm giống như cô đó là nhiều ngày phải nhịn đói nè, rồi một số người thì người ta rất là khó chịu, bởi vì khi mà người ta chết vì COVID khắp thế giới thì người ta rất là sợ, nhưng những người này người ta lại chết vì đói vì người ta không có tiền và không có thực phẩm. Và cô cũng nói rằng là cô hy vọng là mọi người trong các nhà thổ đều được tiêm vaccine và sẽ quay trở lại làm công việc của mình. Và kính thưa quý vị, Bangladesh là đã ghi nhận hơn 1.4 triệu ca nhiễm và gần 25.000 người tử vong, nhưng các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều so với mà người ta công bố. Và giới chức hồi đầu tháng này đã cho hay đã tiêm vaccine cho khoảng 3 triệu người trong chiến dịch kéo dài một tuần của COVAX. Và khi Bangladesh đối mặt với làn sóng bùng phát lớn, chính quyền buộc phải là áp đặt cái lệnh phong tỏa toàn quốc. Thành ra những cái người trong nhà thổ, những người buôn bán dâm này thưa quý vị, người ta cảm giác rất là bí bách và người ta không có tiền người ta xài, cũng như là chết đói luôn, không có tiền để nuôi gia đình. Thì mà một điều ngạc nhiên là khi mà thông tin này Lê Thái đọc được thì Lê Thái biết là không phải là một đất nước này là một cái đất nước mà nó chấp nhận cái nghề mại dâm đâu, một vài đất nước nữa. Nhưng mà trong những cái bản tin mà Cà phê sáng sắp tới thì Lê Thái cũng sẽ đưa đến những quý vị những cái thông tin về những cái cuộc sống của những đất nước có những cái nghề mà chúng ta thấy rằng những đất nước khác thì người ta cấm, nhưng những đất nước này thì người ta lại cho phép. Tội ha. Cảm ơn Lê Thái rất là nhiều. Và tin tiếp đến đó là tại Lebanon. Thưa quý vị, tại Lebanon, ở Beirut, ít nhất là 20 người bị thiệt mạng và 79 người bị thương trong một vụ nổ bình nhiên liệu ở khu vực Arqa ở miền bắc của Lebanon. Hội chữ thập đỏ Lebanon cho biết trên tài khoản Twitter của mình vào hôm sáng vào tuần vừa rồi.
vào Lebanon đang bị thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài tại các trạm xăng và bị thiếu nhiên liệu và mất điện, và cái điện kéo dài hàng tuần, mất điện kéo dài hàng tuần, thưa quý vị. Và từ các nguồn tin quân sự và an ninh cho biết, quân đội Lebanon đã giữ được một thùng chứa nhiên liệu ở thị trấn Atali trong quá trình phát xăng cho người dân khi vụ nổ xảy ra. Khoảng 200 người gần đó khi thời điểm xảy ra vụ nổ. Nhưng những cái nguyên nhân của vụ nổ đã được dự đoán theo nhiều số tài liệu khác nhau. Thì có một số người họ lại nói rằng, nhân chứng họ nói rằng là do cuộc tranh cãi một số người trong 200 người đó nên dẫn đến họ bắn súng vào nhau, nên và họ bắn súng vào trong cái bình xăng, vì vậy do đó mà cái phát nổ tạo ra cái vụ nổ lớn này. Và theo một nguồn tin của một tờ báo cho biết rằng là do thành viên của quân đội và lực lượng an ninh trong số của người đó, họ đã bắn nhau vào trong cái thùng xăng nên đã tạo ra cái vụ nổ lớn. Và theo kênh truyền hình địa phương của AD đưa tin là do một trong những người ở trong 200 người đó, họ đã bật lửa và hút thuốc cho nên đã xảy ra vụ nổ, nên họ cũng chưa xác định được là cái nguyên nhân chính là như thế nào. Và cha của một nạn nhân tại bệnh viện cho biết hai đứa con trai khác của ông vẫn chưa được tìm thấy và đang mất tích, và họ vẫn đang nằm trong tìm kiếm, thưa quý vị. Và cư dân giận dữ ở thành phố Akkar, và đây là một trong những cư dân nằm trong khu vực nghèo nhất của Lebanon, và đã tập trung tại hiện trường, và họ đã tức giận và đốt cháy xe đổ rác, và chính vì vậy làm cho cái hiện trường tạo nên rất là hỗn loạn. Một số người bị thương đã đưa đến bệnh viện của Tripoli gần đó, và tại cái bệnh viện này họ thiếu nhiên liệu nè, rồi và điện thì bị mất rất là nhiều, cho nên họ bị quá tải, thưa quý vị. Và các bệnh viện của Lebanon, ở những bệnh viện khác, họ đã cảnh báo cái tình trạng là thiếu nhiên liệu có thể buộc họ phải đóng cửa trong những ngày tới, cho nên những người bị thương nằm ở trong đó có thể dẫn đến tình trạng là họ bị tử vong, không có được cứu, vì là bệnh viện hiện tại họ thiếu tất cả những nhiên liệu, thiếu tất cả những thực phẩm và thiếu tất cả những thuốc men ở trong đó nữa. Dạ vâng, những cái đất nước mà liên quan đến những chiến tranh này thì cái người dân vô cùng khổ. Em thật sự khi mà ngày nào mình cũng đọc những cái bản tin về cái chiến tranh này nọ liên quan đến những cái đất nước nghèo, đã nghèo là còn nghèo hơn, cùng với lại chiến tranh về tôn giáo, chiến tranh về sắc tộc, chiến tranh về chính trị, thì chúng ta đọc những thông tin này thật sự là rất là buồn, khi mà thế giới chúng ta hiện nay đến ngày hôm nay, đến năm 2021 vẫn trải qua những cái cuộc chiến tranh dai dẳng như thế này mà nó chưa có hồi kết, đúng không chị? Và cũng rất là may mắn khi mà chúng ta ở một cái đất nước mà chúng ta nghĩ rằng hòa bình, cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta có đầy đủ cơ sở vật chất cũng như là về phương tiện, cũng như là một cái cường quốc của thế giới. Đôi lúc thì mình nghĩ lại, mình nhìn lên thì mình không bằng ai thật sự, nhưng mà nhìn xuống thì mình hơn rất là nhiều người. Đúng mình rồi. Cũng phải rất là may mắn ở trên quý vị. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 3 cà phê sáng cuối tuần. Như Hiền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại của đài.